Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365 để cùng nhau cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi tin tức nổi bật có trong ngày hôm nay nhé. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có tin tức đáng chú ý sau đây. Huấn luyện viên Indonesia, Việt Nam quả thực là một đội bóng khó chơi. Sau khi tuyển Việt Nam thắng đậm Malaysia với tỷ số 3-0 ở lượt thứ hai vòng bảng AF Cup 2020 tối 12 tháng 12, huấn luyện viên tuyển Indonesia đưa ra nhận định Việt Nam quả thực là đội bóng khó chơi. Tuy nhiên, Indonesia không ngần ngại khi đối mặt với Việt Nam. Kết thúc loạt trận ngày 12 tháng 12 ở bảng B, cùng lúc ba đội 6 điểm là Việt Nam, hiệu số cộng 5, Indonesia cộng 6, Malaysia cộng 3. Theo bảng xếp hạng của AFF, Việt Nam tạm xếp nhì do thua đội tuyển xứ Vạn Đảo về chỉ số phụ. Ở lượt tiếp theo ngày 15 tháng 12, Việt Nam trực tiếp đối đầu với Indo trong trận đấu nhiều khả năng quyết định vé sớm vào bán kết. Trước thềm trận đấu, huấn luyện viên đội trưởng quốc gia Indonesia Sitiyong thừa nhận Việt Nam là đội mạnh nhất ở giải đấu này và là ứng cử viên vô địch cho giải đấu. Tuy nhiên, Indonesia sẽ suy nghĩ tích cực, tự tin đối mặt và không cảm thấy thua kém đối thủ. Đồng tình với huấn luyện viên người Hàn, cầu thủ chạy cánh của đội tuyển quốc gia Indonesia Ifran Jaja thừa nhận Việt Nam là đội bóng giỏi, sao không có đội bóng nào là không thể bị đánh bại. Do đó đội hình Garuda luôn lạc quan khi thi đấu. Sau hai lần gặp nhau gần đây nhất tại vòng loại World Cup 2022, Indonesia thất bại nặng nề trước Việt Nam. Tuy nhiên, sau chiến thắng trước lào vừa qua, tinh thần đội tuyển Indonesia hiện đang dâng cao. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia, Mochamad Iriawan kỳ vọng vào kết quả tốt đẹp khi đối đầu với tuyển Việt Nam và Malaysia để ấn định đội tuyển vào vòng bán kết sắp tới. Ông Mochamad cho biết sau khi đội hình hoàn thiện với sự tham gia của cầu thủ Eki Malana Vikri tuyển quốc gia Indonesia sẽ mạnh hơn và có trận thi đấu tốt nhất trước Việt Nam và Malaysia. Tin tiếp theo, vì sao Nguyên Mạnh lấy xuất bát chính của Tấn Trường? Huấn luyện cho thủ thành người Nghệ An xuất bát chính thay cho Bùi Tấn Trường. Trần Nguyên Mạnh trở thành thủ môn số 1 tuyển Việt Nam ở AF Cup 2020. Ở trận quan trọng gặp Malaysia, Nguyên Mạnh tiếp tục ra sân từ đầu. Đó là trận đấu thứ 5 liên tiếp, thủ môn sinh năm 91 bát chính. Nó khẳng định vị trí của anh lúc này ở tuyển Việt Nam là thủ môn số 1. Khi Nguyên Mạnh ra sân ở trận thắng Lào 2-0, anh chưa thể khẳng định được vị trí mà ông Park dành cho mình. Đó có thể là một trận đấu lấy cảm giác của một thủ môn thường xuyên dự bị. Trên đối thủ yếu hơn nhiều, huấn luyện viên trưởng, huấn luyện viên thủ môn hoàn toàn có thể thay đổi. Nhưng ở trận thắng 3-0 Malaysia, huấn luyện viên Park chỉ ra lý do chọn Nguyên Mạnh. Bằng một câu nói xã giao, ông cho rằng, từ Việt Nam có 4 thủ môn, tôi đều tin tưởng vào khả năng của họ. Việc tôi sử dụng ai không phải vấn đề gì lớn. Dĩ nhiên, huấn luyện viên phải có lý do khi gọi cầu thủ, phải nhìn ra được khả năng của họ. Tuy nhiên vì sao cầu thủ này dự bị cầu thủ kia đá chính liên tục là câu chuyện nội bộ. Với nguyên mạnh, anh được huấn luyện viên thủ môn Thế Anh tin tưởng để tư vấn cho ông Park. Trong trận gặp Lào, Nguyên Mạnh chơi an toàn, sau đó tôi có tham khảo huấn luyện viên thủ môn, anh ấy tư vấn nên tiếp tục sử dụng Nguyên Mạnh. Ông Park tiết lộ lý do thay đổi vị trí số 1 tuyển Việt Nam tại AF Cup 2020. Huấn luyện viên thủ môn có lẽ là người hiểu học trò của mình nhất. Thủ môn Quan Văn Chuẩn là thủ môn trẻ nhất, được góp mặt để hít thở bầu không khí AF Cup. Ba thủ môn còn lại, Măn Hoàng, Nguyên Mạnh, Tấn Trường cạnh tranh nhau để chọn ra suất bát chính. Vậy vì sao Nguyên Mạnh được chọn, trong khi Tấn Trường là người thi đấu nhiều trận ở vòng loại World Cup hơn hẳn? Phân tích điều này, huấn luyện viên thủ môn Võ Văn Hạnh cho rằng AF Cup có chuyên môn thấp hơn vòng loại World Cup, ở đây, Nguyên Mạnh hay Văn Hoàng đều đủ khả năng làm chủ không gian của mình. Hơn nữa, Tấn Trường lớn tuổi rồi, anh ấy xa 36 tuổi, nếu tính toán cho tương lai, Nguyên Mạnh Văn Hoàng cần được thi đấu. Tấn Trường nên lùi lại để cơ hội đến với các thủ môn trẻ hơn ở tuyển Việt Nam. Quả bóng vàng Việt Nam 2001 khẳng định. Trong bối cảnh không có thủ môn Việt Kiều Văn Lâm, cuộc cạnh tranh tay đôi dành cho Nguyên Mạnh và Tấn Trường. Ai cũng có những vết gợn trong quá khứ, thủ môn nào mà không có sai lầm bỏ qua điều đó, Mạnh Lợi Thế khi trẻ hơn 5 tuổi so với đàn anh. Về lâu dài khi Văn Lâm trở lại, tấn trường lùi xuống, Nguyên Mạnh là cái tên cần thiết duy trì sự cạnh tranh trong khung gỗ. Anh chưa từng được thi đấu kể từ sau AFC Champions League cùng Viettel hồi tháng 7 vừa qua. AF Cup là đấu trường phù hợp để thử thách Nguyên Mạnh. Thực tế Nguyên Mạnh kiểm soát tốt khung thành trước tuyển Lào quá yếu và một Malaysia bị hao tổn lực lượng nghiêm trọng. Anh có 6 pha cứ bóng sau 180 phút. nguyên Mạnh giữ sạch lưới hai trận cùng chỉ số với thủ môn chatchai Buprom của Thái Lan. Vị trí thủ môn của Việt Nam luôn là nơi có nhiều vấn đề trong lúc vận hành. Ông Park đã xoay tua nhiều lần, từ Văn Lâm cho đến Văn Toản, rồi Tấn Trường và giờ là Nguyên Mạnh. Vậy nên thủ môn của Viettel được tạo điều kiện cũng không phải là điều ngạc nhiên. Thành cho huấn luyện viên Park Hang-seo khởi đầu AF Cup hoàn hảo khi ghi 4 bàn và chưa để thủng lưới. Ở giải đấu diễn ra năm 2018, Việt Nam không thua bàn nào ở 4 trận vòng bảng. Liệu Nguyên Mạnh và đồng đội có thể tái lập điều này vào năm nay hay không? Từ Việt Nam và giữ đôi chân trên mặt đất sau trận thắng Malaysia. Thưa quý vị, trận thắng 3-0 trước Malaysia khiến tuyển Việt Nam nhận được rất nhiều lời khen ngợi có cánh từ giới truyền thông và người hâm mộ nhưng các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn biết cách giữ đôi chân của mình trên mặt đất. Dù không là người ghi bàn trong trận thắng Việt Nam, nhưng tiền vệ Tuấn Anh được giới truyền thông và người hâm mộ đánh giá rất cao. Tuy nhiên, trang tiền vệ này vẫn rất khiêm tốn khi cho biết, đây là trận đấu đầu tiên của em tại AF Cup 2020, thực sự là em chưa hài lòng với phong độ của mình. Nói thế vì có nhiều tình huống em vẫn bị mất bóng và thể lực vẫn chưa thực sự ổn. Đó là những điều mà em cần phải nỗ lực để cải thiện bản thân hơn ở những trận tới đây. Trong khi đó, các thành viên tuyển Việt Nam rất chừng mực sau trận thắng vừa qua trên Facebook cá nhân. Dẫu có nhiều cầu thủ đưa hình ăn mừng chiến thắng, nhưng hầu hết đều là kêu gọi nhau cùng cố gắng cho chặng đường phía trước. Ấn tượng nhất có lẽ là thủ quân Hải Quế đưa tấm ảnh của anh và thủ môn Nguyên Mạnh cùng lời nhắn, anh em ta cũng cố gắng. Có lẽ Ngọc Hải đang muốn nhắc lại câu chuyện cây đây 5 năm ở AF Cup 2016. Ngay sau trận đấu, trong phòng thay đồ, huấn luyện viên Park nhắc nhở học trò của mình luôn giữ đôi chân trên mặt đất nếu muốn bảo vệ được ngôi vô địch đang nắm giữ. Bởi đối thủ của chúng ta vòng bán kết khả năng là Singapore hoặc Thái Lan rất mạnh. Nhưng trước mắt phải quên trận thắng để tập trung cho trận đấu với Indonesia ngày 5 tháng 12. Thậm chí, trước khi bước vào buổi tập chiều nay, ông thầy người Hàn tiếp tục nhắc lại điều này. Trên Facebook cá nhân, huấn luyện viên thủ môn Nguyễn Thế Anh chia sẻ tấm ảnh toàn bộ các thành viên từ Việt Nam chụp trước cây thông Noel ở khách sạn tại Singapore cùng với lời nhắn Cảm ơn các bạn đã vượt qua bức tường thứ nhất trong trận đấu gặp Malaysia tối qua. Hãy tiếp tục cùng nhau để vượt qua bức tường thứ hai ở trận đấu kế tiếp nhé. Xem ra thầy trò ông Park Hang Seo luôn biết cách giữ đôi chân trên mặt đất. Tin tiếp theo, báo động cho Tiến Linh trước thềm của bóng vàng. Quý vị thân mến, Nguyễn Tiến Linh là cái tên nặng ký cho cuộc đua của bóng vàng Việt Nam. Tuy nhiên, anh chưa ghi bàn nào sau hai trận thắng ở vòng bảng AF Cup 2020. Ban tổ chức giải thưởng của bóng vàng Việt Nam 2021 đã rút gọn danh sách ứng viên ba hạng mục. Trong đó, sự quan tâm nhất vẫn là danh sách nam cầu thủ hay nhất năm. Danh hiệu này chịu ảnh hưởng lớn từ sự thành công của Việt Nam ở AF Cup 2020. Tiến Linh chắc chắn nằm trong danh sách sơ bộ 19 cầu thủ bóng đá nam. Ngoài ra, có Nguyễn Công Phượng, tác giả hai pha lập công vào lưới Lào và Malaysia. Quang Hải và Hoàng Đức đều đang tỏa sáng ở giải đấu đang diễn ra trên đất Singapore. Trận Sút thuộc biên chế câu lạc bộ Bình Dương chưa nổi súng, Tiến Linh dường như chưa có cảm hứng ghi bàn. Anh bất ngờ dự bị ở trận gặp Malaysia và chỉ chơi 35 phút trong hiệp 2 khi vào sân thay cho Công Phượng. Ở trận thắng Lào 2-0, Tiến Linh chỉ thi đấu hết hiệp 1, anh được rút ra trong giờ nghỉ giải lao do bị đau. Trước đội tuyển Lào yếu hơn và một Malaysia khủng hoảng, Linh chưa có cơ hội an mừng. Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Sương cho rằng Tiến Linh đang gặp một chấn thương nhẹ sau trận gặp Lào, nên cậu ấy chưa thể bung sức trong trận gặp Malaysia. Tôi cũng chờ đợi màn thể hiện của Tiến Linh ở AF Cup. Chúng ta biết là trong năm nay V-League bị hủy nên AF Cup tác động lớn đến danh hiệu của bóng vàng. Thành công của tuyển và màn thể hiện của các cầu thủ ở AF Cup là tiền đề để họ nhận được các phiếu bầu cựu huấn luyện viên câu lạc bộ Bình Dương nói. Trong khi Tiến Linh chưa nóng máy, các đồng đội khác bên cạnh anh tỏa sáng. Hoàng Đức đã ghi bàn thắng ấn định 3-0 cho Việt Nam vào lưới Malaysia để khẳng định tên tuổi của mình. Ngay cả Tuấn Anh trong lần đầu dự AF Cup cũng thể hiện cảm giác thi đấu tốt trong từng pha chạm bóng. Hay như Công Phượng nhanh chóng tạo dấu ấn khi đã có hai bàn thắng sau hai trận. Tất nhiên, không thể bỏ qua Quang Hải, số 19 của Việt Nam đều đạn thể hiện đẳng cấp, đóng góp lớn vào lối chơi tập thể Ba danh hiệu đầu tiên khó thoát khỏi tay các cầu thủ Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai, ông Sương tiên đoán. Tuy nhiên, tiền đạo 24 tuổi có lợi thế của riêng mình. Ở V-League 2021, Linh có 6 bàn sau 11 trận cho Bình Dương. Ở vòng loại World Cup, cầu thủ sinh năm 97 lập công 5 lần trong năm 2021. Trở lại với AF Cup, đây vẫn là đấu trường ảnh hưởng lớn đến lá phiếu quả bóng vàng. Vì vậy vô tình, áp lực đặt lên vai tiền linh. Anh nỗ lực rất nhiều và chỉ còn cách giải thưởng cá nhân lớn nhất của mình một chút nữa thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh bóng đá 365. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp của các bạn thông qua phần bình luận bên dưới nhé. Và cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh bóng đá 365 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.